Tranh Võ Minh Châu xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bộ tranh tuyệt đỉnh công phu, vân veo đẹp chưa bao giờ có. Mà cái bộ độc đáo này chỉ có duy nhất một người được sử dụng. Đó là anh Ngọc đã đặt hàng chúng tôi cách đây hơn một tháng. Anh quyết định rất là đúng đắn, anh chọn hương đá Nam Phi. Mặc dù trong cửa hàng của chúng tôi rất là nhiều loại gỗ khác nhau và đẹp khác nhau, nhưng anh quyết định đi quyết định lại trong vòng 3 tháng anh mới quay lại đặt hàng chúng tôi. Và cuối cùng anh ra một quyết định cực kỳ là chuẩn xác, là anh chọn gỗ hương đá Nam Phi để đục một bộ tứ quý để chơi. Chúng tôi cũng không ngờ rằng chọn được một cục gỗ nó đẹp đến cỡ như thế này. Vân veo thì tả không thể hết được. 4 tấm như nhau, bởi vì chúng tôi mua một cây gỗ nó rất là cong keo, nó giống kiểu hình chữ S, hình của bản đồ Việt Nam. Sau đó chúng tôi xẻ ra để được một bộ tranh tứ quý này để làm cho anh Ngọc. Với kích thước tổng phủ bì là 40 x 1m27 và dày 4,5 phân. Được đục chạm thủ công kênh bong 100% bằng những người nghệ nhân của tranh gỗ Minh Châu. Phải nói là sau khi cái phần mộc hôm trước chúng tôi cũng đã quay video cho quý khách xem, thì nó đã được rất là nhiều lượt xem, rất là đẹp. Nhưng đến hôm nay chúng tôi hoàn thiện lên thì nó tôn lên cái vẻ đẹp đến khoảng 90 lần. Cái vân của nó nổi lên không thể chê được. Chưa cần nói đến độ đục chạm tinh xảo sắc nét, chỉ cần nói đến vân gỗ thôi là đã đủ để chơi cái bộ tranh này rồi. Nếu như nhà anh Ngọc mà để ở ô thoáng giữa phòng khách và cái phòng đằng sau, ví dụ là phòng bếp chẳng hạn, thì được chơi cả hai luôn, tức là chơi cả mặt trước và mặt sau. Bộ này cái quay cái mặt sau ra để dùng cũng đã thấy đẹp. À đây là chúng tôi đang trong cái quá trình hoàn thiện, chưa hoàn thiện hẳn. Nó vẫn đang còn những cái bột của cái nót. Đây chúng tôi mới sơn nót hai nước nó đẹp thế này. Sau này chúng tôi cũng sơn hoàn thiện bóng mờ, không màu. Vâng, thưa quý khách, đây ở đằng sau của tấm tranh, của bộ tranh. Thì sau này anh Ngọc mà để cái phòng khách mà có phòng bếp đằng sau, nó chắn ở giữa phòng khách và phòng bếp, thì anh lên treo là không nên treo vào tường, nó mất cái giá trị đi. Cái này có thể mình chơi được một, nhưng mà mình chơi được hai, chơi cả đằng sau luôn. Một được hai luôn, quá tuyệt vời. Vân gỗ thì đẹp. Đẹp một thành hai. Đây là một bộ tranh mà chúng tôi làm lên cũng không tưởng tượng là nó đẹp như đến cỡ này. Phần như những cái dãy núi, mà núi cũng không đẹp bằng, chỉ có cái vân gỗ này mới đẹp như thế. Gần thì thay nó đi. Thưa quý khách, là để chúng tôi làm đến bộ thứ hai nó đẹp như này thì cũng không có, nên kính mời quý khách là cứ xem video vậy thôi. Bật to rõ tivi lên, zoom thật gần lên để thưởng thức. Thưa quý khách, là quý khách mà đặt thêm chúng tôi một bộ khác thì nghe cũng, chúng tôi cũng chưa dám chắc là làm nó đẹp được như này. Chúng tôi cũng chỉ còn trong mơ mới nghĩ là cái bộ tranh này khi hoàn thiện lên nó đẹp đến cái cỡ như này. Đúng là hôm trước quay video cái phần mộc lên thì nó không được đẹp. Và lúc làm mộc thì chúng tôi cạo lạo rồi trà ráp nó bụi bặm rồi là nó đủ thứ, cũng không được ngắm tổng thể.
Đến giờ phút này chúng tôi mới lót được một nước, chúng tôi đã nhìn mê quá, tôi phải quay ngay để cho anh Ngọc và quý khách xem. Sau đó chúng tôi còn một nước trà nhám mịn hết lượt đi, sau đó mới phơn bóng lên cho nó mịn, để ruồi bậu cũng không thể bậu được, nó trơn, nó nhẵn và nó đẹp. Tôi quay cũng không muốn rời máy ra, nó quá đẹp. Nhìn đằng trước đã vậy rồi, còn đằng sau thì không có chi tiết chạm nên còn đẹp hơn. Thực ra nếu bộ này mà để tôi dùng thì chắc là tôi không đục chạm gì hết, mà tôi cứ để gỗ vậy thôi. Này là treo lên tôi chơi rồi. Chỉ cần chơi gỗ thôi chứ không cần chơi đục. Quá giá trị, quá đẹp. Thưa quý khách, đây là gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Nhấn mạnh như vậy là quý khách nhớ, lần sau nếu đặt hàng chúng tôi thì nên cứ đặt hương đá Nam Phi mà chơi. Còn đây thưa quý khách là hương đá của Lào đây. Bộ này là của anh Tuyên, cũng ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Tôi đặt ở đây thì nó hơi tối, quý khách không nhìn rõ. Bộ này thì cũng không kém phần long trọng, là vân veo nó cũng rất là đẹp.